bị nấm ngứa ở lưng quần thì dùng loại thuốc gì? Thực ra nấm và ngứa ở lưng quần đó là một cái mà nó khó chữa. Vì sao ạ? Bởi vì nằm ở cái lưng quần này thì cái quần nó cứ kéo và luôn luôn ở cái đoạn này nó cứ bị ẩm ướt mọi người này. Nó bị ẩm ướt này, cho nên rất là khó chữa này, cực kỳ khó chữa luôn. Bây giờ giải pháp cho mọi người thì đối với nấm ngứa ở lưng quần, em Minh tư vấn cái phương pháp này nó cực kỳ hiệu quả này. Đó là ra ngoài chợ mua cho em Minh củ riêng. Cái củ gì gì là không già không non. Nếu như già quá thì sơ, mà non quá thì tinh chất nó không đủ. Chọn cái củ vừa vừa, thái lát mỏng, sau đó xà nhuyễn ra, đem ngâm với cái cồn 70 độ thì một ngày 2 lần, dùng ngâm nó được 3 ngày xong thì bắt đầu dùng bông tẩm cái dịch cồn riêng này chấm lên, được chưa? Chấm lên thì sau đó thì cồn thì nó gặp hơi thì nó bay, nó gặp không khí thì nó bay, thì nó khô. Thế còn cái thằng riêng thì riêng ơi ở lại cồn đi nhé. Thì sau khi cồn bay hết thì còn thằng riêng, và thằng riêng thẩm thấu xong thì dùng thêm cho em cái thằng này này, cái kem nấm thần thánh của nhà Đài Minh này, nó cực kỳ rẻ tiền mà nó hiệu quả luôn. Một cặp thần thánh này có 88.000 đồng thôi, cộng với thịt riêng về nhà tự làm. Mua cái cồn ở về nhà tự làm rất là rẻ. Nếu như mất rất nhiều tiền mà khỏi thì quá dễ, còn mất ít tiền mà khỏi thì đến với Đài Minh nhá.